Người định ở lại ngôi làng này sao? Công chúa đã chết rồi. Pyong Gang, đó là một cái tên rất cao thượng và kiên cường. Đó là tên của con, Pyong Gang. Con có thích không? Vì có lý do khó nói nên thần chưa thể đưa công chúa về ngay. Nhưng thần xin đặt cược tính mạng để thưa với người, đó chính xác là công chúa. Nó không oán hận ta sao? Không ạ, thần không thấy điều đó từ công chúa. Nó chỉ thấy thương hại ta thôi. Chắc chắn nó rất oán hận ta. Bây giờ chúng ta phải đưa được công chúa về cung một cách an toàn. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài với các thế lực khác, thế lực đó chắc chắn sẽ bao gồm cả Gochuga chứ. Phụ thân của thần vẫn chưa biết ạ. Ta có thể tin lời của ngươi được không đây? Bệ hạ phải tin thần thì công chúa mới có thể về cung an toàn. Thần sẽ tìm cách đưa công chúa về cung an toàn để đề phòng. Mong người hãy ra lệnh cho thần. Ta vốn là một con người rất có hiếu, nên ta không muốn làm phụ thân phiền lòng. Ý ngài là ta chưa từng đến Pincheon, còn ngươi cũng chưa từng đúng không? Thực hạ không biết đã có chuyện gì. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ngài định giải quyết thế nào đây? Thầy Gam à, ta không giống ngươi. Đối với ta, lời nói của bệ hạ chính là mệnh lệnh. Người nói hoàng đế đang làm sao cơ? Ta thấy Gogun đến tìm ông ta và nói chuyện gì đó. Nhưng ta thấy có rất nhiều điều bất thường. Bình thường nói chuyện xong ông ta sẽ lại uống say khướt, nhưng hôm nay ông ta không động một chén nào cả, chỉ đứng ở chính điện suy nghĩ. Tự nhiên làm những chuyện bất thường như vậy, chắc chắn là có chuyện gì khiến ông ta suy nghĩ. Nếu là chuyện liên quan đến công chúa thì có vẻ không dễ dàng giải quyết đâu. Có lẽ không phải vì ông ta thấy có lỗi những gì mình đã làm đâu. Ông ta đang nghĩ công chúa hiện hồn về thì chúng ta phải làm nỗi sợ đó trở thành sợ thật chứ. Người nói là công chúa, là con gái của hoàng hậu đã bị giết hại đó sao? Vâng. Sau đó cô ấy bị mất ký ức và trở thành sát thủ của Trân Trúc Bang. Sao lại có cả chuyện đó? Để cô ấy đi mới có thể bảo vệ được dân làng. Cô ấy cũng nói mình là thứ không may mắn nên sẽ rời khỏi đây. Nhưng ta không biết phải làm thế nào nữa. Nếu là cha của ta thì ông ấy sẽ làm như thế nào? Nếu là tướng quân thì ông ấy sẽ giải quyết theo lý. Theo lý sao ạ? Cô ấy có lý do bắt buộc phải ở lại đây. Cho dù có bị bắt thì cũng phải để cô ấy ở lại đây. Đừng cố gắng trái lời ta. Vì chuyện khi đó mà bao nhiêu người của tộc chúng ta đã phải chết. Cha ta cũng phải chết đầy oan ức.
Đó đâu phải là lỗi của công chúa đâu. Ta biết điều đó. Nhưng bây giờ ta không thể đối diện với cô ấy được nữa. Ta thấy rất mệt mỏi. Tỷ tỷ có ở nhà không? Tỷ tỷ ấy đi đâu rồi nhỉ? Tỷ tỷ ấy đi thật rồi ư? Ôi trời ơi, làm muội cứ tưởng tỷ đi rồi cơ. Nhũ mẫu của Ondan đã may cho ta bộ này. Ta mặc trông kỳ lắm à? Không đâu, tỷ mặc hợp lắm. Tỷ mặc cái này trông y hệt người của thôn Quỷ Cốc luôn đấy. Bây giờ tỷ sẽ ở lại đây luôn, không đi đâu nữa đúng không? Nếu được vậy thì tốt quá. Chỉ cần tỷ muốn là được mà, không phải lo lắng gì đâu. Ta có chút việc cần làm. Cô ấy đến rồi kìa. Có cô gái trẻ đẹp đến ở, làm cả thôn ta bừng sức sống hẳn. Trông vậy mà cô ấy từng là sát thủ ư? Đúng là chuyện tày trời mà. Cô ấy cũng nói đã bỏ nghề vì thấy cắn rứt lương tâm mà. Người đã thấy thú dữ ăn thịt lại đi nai cỏ để sống bao giờ chưa? Đan cũng khổ tâm vì chuyện này lắm đấy. Cái thằng này không định vào ăn cơm nữa à? Đi đâu mất rồi? Ta đã thức lo suốt đêm đấy. Đã thế ta không nấu ăn nữa. Có tứ chi đầy đủ thì muốn ăn gì tự kiếm lấy mà ăn. Này cái tên nhãi kia, cái tên nhãi này nữa. Mọi việc đều làm theo ý của con rồi. Lại dẫn con bé sát thủ đấy về đây rồi phải không? Quân lính đã bắt gặp con rồi đúng không? Còn nữa, con còn chẳng kiêng dè gì cả. Cho dân làng biết con bé là sát thủ, con còn bất mãn gì với ta nữa đây? Không những làm trái lời hứa với ta, đi xuống núi, mà còn bén mảng đến tận Piêng Gang ư? Con không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ đến cái khó của người khác nữa chứ. Con biết sai rồi mà. Biết sai rồi thì liệu mà vào ăn cơm đi. Nếu mắc lỗi thì phải bị phạt theo những gì đã hứa với nhũ mẫu chứ. Đan à, Đan à, lại bỏ đi một mình rồi. Nước giếng cũng không có, sao đến nước ở đây cũng bị bẩn như thế này chứ? Cứ thế này thì chúng ta sẽ chết vì cạn kiệt nước mất thôi. Chúng ta thử leo lên trên một chút nữa xem. Huynh đấy à? Ơ kìa, thật là. Sao tự dưng lại làm như không biết vậy chứ? Tỷ cãi nhau với huynh ấy đấy à? Cãi nhau gì chứ? Tỷ còn không có tư cách để cãi nhau với hắn. Vì bản thân đã làm nhiều chuyện có lỗi. Thôi nào, dù huynh ấy có ăn nói hơi thô lỗ, nhưng trong lòng lại yếu đuối lắm. Với cả huynh ấy sẽ sớm nguôi giận thôi. Đó cũng chính là điểm thu hút của huynh ấy đấy. Bây giờ huynh ấy chịu phạt mà cũng đi giúp tỷ đấy ạ. Chịu phạt sao? Người vì ta mà thành ra thế này, nên ta mới là người cần phải chịu phạt. Ta đến đây để xin lỗi ngươi. Ta sẽ sống ở Quỷ Cốc. Mặc dù rất có lỗi và hổ thẹn, nhưng ta vẫn muốn thử sống ở đây. Ta không muốn về cung và khiến phụ hoàng coi mình là ma. Và từ nay về sau sẽ không để tay mình dính máu nữa.
Ta sẽ ở đây chặt củi, hái và bán thảo dược. Ta cũng sẽ sống như một con người giống như ngươi. Nhưng nếu ngươi phản đối thì ta sẽ rời khỏi nơi này. Nhìn các chòm sao bất tường lắm. Hạn hán có vẻ sẽ kéo dài. Thế nên ta mới đào giếng, chứ không phải là vì cô. Vậy ngươi đồng ý cho ta ở lại quỷ cốc ư? Người trong làng đã chấp nhận cô rồi còn gì. Ngươi, ý ta hỏi là suy nghĩ của ngươi. Suy nghĩ sao? Suy nghĩ à? Từ giờ ta phải nghĩ thử xem, để xem liệu chuyện này có ổn hay không. Ngươi còn thừa kim loại không? Ta muốn đun chảy cùng chỗ kia nữa. Đúng rồi, cô ấy đã tự mình tới để đun chảy nó rồi. Dù là gì đi nữa, nếu dân làng cần thì cũng đun chảy rồi. Nhìn phần chui dao thì thân phận cô gái đó cũng không tầm thường đâu. Tại sao nhất thiết phải là cô? Cha cô, cha ta, người bộ tộc ta đã cố gắng đến nhường nào. Đan à, đừng hỏi nữa. Dù là sát thủ hay gì thì cô hãy tự tìm đường sống cho mình đi. Con nói là đi lên núi mà lại về tay không? Lần này lại là chuyện gì đây? Thùng rỗng thì càng kêu to, mới có thể làm nên chuyện ạ. Tình hình của bệ hạ không được ổn. Nếu không giải quyết được vấn đề của công chúa sớm thì ta sẽ ra tay đấy. Cha cũng rất bận chuyện quốc sự rồi. Hãy để con lo liệu chuyện này đi. Đêm hôm thế này ngài đến đây có việc gì vậy ạ? Ta nghe nói ở tiệm thuốc này có bán một số loại không được cho phép. Ta đến để kiểm tra. Cái này có vẻ không phải thảo dược của đất Goguryeo, mua từ Bách Chê hay Sinla vậy. Từ khi nào mà tướng quân Go lại có nhã hứng quan tâm tới cái tiệm dược nhỏ này vậy? Khi muốn bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, tin tưởng nhau chính là tiền đề quan trọng. Đó cũng là một điều kiện trong giao dịch của ta. Này, ta cũng là người có tiếng nói trong cung, chứ không phải một tên bùi nhìn đâu. Cứ đốt hết đồ đạc đi. Vâng.
Mời ngài vào bên trong nói chuyện. Để có thể tiếp tục buôn bán thuốc trong cung thì ta phải làm thế nào ạ? Thông tin lần trước ngươi cho ta chẳng có tác dụng gì cả. Nói gì đến thích khách, một con thú ta cũng không bắt được. Vậy sao ạ? Cha ta thì ngày càng thúc giục, còn tên thích khách vẫn bật vô âm tín. Vì vậy ngươi cần phải giúp ta một chuyện. Chỉ là một chủ tiệm thuốc, ta có thể giúp gì được cho ngài đây? Tướng quân, chính ngươi là người đưa thuốc đó vào cung đúng không? Thứ thuốc mà hoàng thượng đang dùng. Vì vậy mà càng ngày ngươi càng buôn bán thuốc rộng rãi hơn. Ta không biết chuyện này. Quả nhiên, khi nói dối, mạch lại càng đập nhanh. Ngài đùa hơi quá rồi đấy. Đùa sao? Dũng khí và sự to gan của ngươi có thể biến trắng thành đen. Ta mới tặc cái này đấy. À không, nói chung cái này có nghĩa là chúng ta là cùng một phe. Chào bà. Đột nhiên cô tới đây có chuyện gì vậy? Ta có đồ muốn trả lại cho Undan. Cô cứ để ở đó đi. Cái thằng nhãi này chưa ăn uống gì mà đã ra ngoài rồi. Anh ấy đi lấy nước về ạ? Ta không hiểu được nó đang nghĩ gì thì sao mà biết được nó đi đâu. Nhưng mà cô mang gì tới cơ? Không có gì đâu ạ. Chỉ là có vẻ ta không nên giữ thứ này. Ta sẽ tự mình trả lại huynh ấy. Cô ở lại chút, ta có chuyện này muốn nhờ. Cái thằng này vừa mở mắt ra đã bận rộn, thì cũng phải cho nó ăn uống đầy đủ chứ. Huynh ấy cũng không ăn uống đủ bữa à. Dù sao thì cô cũng quyết định sống ở quỷ cốc rồi. Hãy để ta cần nhận một câu đi. Bà nói đi ạ. Mong rằng cô sẽ không gây sóng gió gì ở đây. Mặc dù trên đời có nhiều số phận đau khổ, nhưng không ai đáng thương như Đan nhà ta cả. Nếu như cô muốn rời đi vì lý do gì, thì lúc đó hãy rời đi trong im lặng. Cô hiểu ý của ta chứ? Ta đã hiểu ý của bà là gì. Nhưng ta sẽ không rời đi. Ta mắc nợ Đan rất nhiều, và cũng phải trả ơn dân làng nữa. Ta đã quyết tâm sẽ bắt đầu cuộc sống mới rồi. Ta cũng sẽ thể hiện quyết tâm đó cho Đan thấy. Việc trên đời khó mà theo ý người được. Trời ạ, hình như ta đang giận dỗi tỉ ra trên chuyện gì nhỉ? Dù ta nghĩ thế nào đi nữa, nhìn vào biểu hiện của huynh thì rõ như ban ngày rồi. Huynh ghen phải không? Ý muội là tên lính ở trong cung ấy.
Ôi trời ơi, chính là người lần trước chúng ta gặp trên núi. Mượn tưởng huynh ấy đến bắt tỷ ấy, nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Rồi sao? Vậy hai người đó có quan hệ rất đáng ngờ. Quan hệ gì nhỉ? Là quan hệ rất đáng ngờ thôi. Chắc là huynh phát hiện ra nên mới giận dỗi đúng không? Vì huynh ghen tị. Trời ạ, thả như vậy còn hay hơn đấy. Vậy rốt cuộc có vấn đề gì? Trên thế gian có nhiều chuyện như vậy lắm. Là chuyện mà con người ta không thể thay đổi được đâu. Càng quan tâm nhiều thì chỉ càng mắc kẹt trong đó thôi. Tỷ Gajin thì có vấn đề gì nữa sao? Đến rồi sao? Đào mãi mà mới được bằng này. Lên đây đi, đưa cho ta cái cuốc để ta làm nốt. Ta bảo lên đây đi. Nếu muốn sống ở ngôi làng này thì phải biết trả ơn chứ. Hãy cứ để ta làm. Còn ngươi ăn cái này đi, vì ngươi bỏ bữa nên mẹ ngươi lo lắm đấy. Phí quá. Ta biết là ngươi ghét ta, nhưng chúng thì có tội tình gì đâu. Khi đó ta cũng còn nhỏ, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đều điên đảo và ta đã rất sợ hãi. Tại sao ta lại trở thành tội nhân chứ? Ta cũng oan ức lắm, rất oan ức và phẫn nộ. Dù vậy, ta đã nghĩ rằng chỉ cần ngươi hiểu cho ta là được. Nếu vậy, ta có thể quên được ký ức đó. Và như vậy ta cũng có thể sống vui vẻ ở quỷ cốc cứ như vậy. Ai nói là lỗi của cô? Ta cũng mệt mỏi lắm. Ta muốn lo lắng và chăm sóc cho cô, nhưng không thể làm như vậy được. Mỗi khi nhìn thấy cô, ta lại nghĩ đến cha của mình. Ông ấy đã qua đời ngay trước mắt ta. Nếu ta làm vậy, sẽ có lỗi với cha ta và những người dân trong làng. Dù cô là con gái của hoàng thượng, nhưng ta vẫn thích cô. Nếu như vậy, ta thực sự là một tên mặt dày. Cũng không phải lỗi do chúng ta gây ra, nhưng chúng ta lại là người chịu phạt. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta. Ta trả lại cái này. Mong ngươi mau đào xong chiếc giếng này. Ta sẽ ở đây nấu cơm, lên núi hái thảo dược. Ta sẽ sống giống ngươi. Nhưng không biết tại sao ta lại trở thành tội nhân. Cũng không phải lỗi do chúng ta gây ra, nhưng chúng ta lại là người chịu phạt.
Regina. Đừng đi. Hãy sống ở đây với thân phận Yong Gachin. Ngày ngày đeo túi đi hái lá thuốc. Hãy sống như vậy đi. Hãy làm những gì mà cô muốn. Không phải là công chúa, cũng không phải là sát thủ. Cô chỉ là Yong Gachin thôi. Đúng không? Có phải vậy không? Người tha thứ cho ta sao? Cô có tội gì đâu mà cần ta tha thứ chứ? Cảm ơn ngươi. Ta đã ra trọng thưởng cho bất kỳ tên nào giết được thích khách. Thì ra có rất nhiều người muốn giữ vị trí đó. Ta đã cho ngươi thêm thời gian, nhưng ngươi vẫn không giao nộp thủ cấp của thích khách, nên ta đích thân thúc giục ngươi thực hiện mệnh lệnh của ta đưa ra. Tuy nhiên, đến khi ta hết kiên nhẫn, thì vị thế của ngươi sẽ thay đổi, thậm chí đến mạng sống cũng khó mà giữ nổi. Hãy khắc cốt ghi tâm điều đó. Trước khi chém đầu được nhà vua, ta phải kết liễu tên Đô Quân Piêu trước. Ai đấy? Chúng tôi là người của tiệm thuốc Trang Bách đến thăm Gochuga. Mau vào bẩm báo đi. Sao cơ? Họ mang thi thể của thích khách đến ư? Vâng, chủ tiệm thuốc đã đích thân tới đây ạ. Sao có thể thế được? Đại nhân Gochuga đang muốn gặp tướng quân ạ. Người của tiệm thuốc đã phát hiện thi thể ở hạ nguồn sông. Dù đã bị ngâm lâu trong nước, nhưng dung mạo đó nhìn thế nào cũng rất giống với thích khách hôm đó. Vậy liệu có thể nhận ra cô ta được không? Cha tìm con ạ. Con đã từng đánh nhau với sát thủ nên có thể nhận diện được đúng không? Hãy kiểm tra xem có đúng là thích khách hay không. Vâng. Đúng rồi ạ. Con có chắc không đấy? Vâng, đúng là thích khách con đã chạm trán hôm lễ cầu siêu ạ. Mau vào trong phủ đi. Có đôi mắt tinh tường đấy. Thảo nào cha ngươi luôn tự hào về ngươi. Đại nhân quá khen rồi ạ. Tiểu nữ xin phép được từ chối. Ngươi không phải từ chối đâu. Đây là số tiền treo thưởng cho thích khách. Ngươi chỉ đang nhận số tiền ngươi xứng đáng được hưởng thôi. Tiểu nữ làm vậy không phải để được trả thù lao. Đại nhân vẫn luôn giúp đỡ gia đình tiểu nữ.
Vì vậy tiểu nữ muốn làm gì đó để báo đáp. Ngươi quả là đáng khen. Ta vẫn luôn muốn gặp ngươi sau khi nghe những lời đồn về ngươi. Nhờ cô ấy chúng ta đã tránh được không ít rắc rối, thưa phụ thân. Sau này nếu cần ta giúp đỡ, ngươi có thể đến gặp ta bất cứ lúc nào. Thật vinh dự cho tiểu nữ. Phim được chiếu tiếp minh tại tv2.org. Có thể nói chủ tiệm thuốc đã lập được công lớn. Ta tin vào lòng tham của con người hơn. Dạ. Ân huệ, báo đáp. Ta không tin những kẻ nói những lời kiểu như vậy đâu. Vậy xin hỏi, ngài còn gì vướng mắc trong lòng ạ? Người kiếm được thi thể nhanh hơn ta nghĩ đấy. Ngoài thành có cả đống người chết vì dịch bệnh và nạn đói. Ta phải chọn thi thể của một cô gái cùng độ tuổi và ngâm nó trong nước. Vậy nên tốn khá nhiều thời gian. Người cố tình ngâm thi thể trong nước sao? Người đúng là tàn nhẫn. Vậy ai là người đã sai ta làm việc tàn nhẫn đó? Ta đang nói chuyện với người bắt ta làm việc dơ bẩn đó vì sợ mọi người sẽ nghi ngờ ngày ấy đây. Ta sẽ trả món nợ ta nợ ngươi. Ngài hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Ta sẽ thu thêm lãi suất cắt cổ đấy. Khi nhìn thấy ta, phụ hoàng đã hét lên là có ma. Cũng phải thôi. Nếu người con gái tưởng như đã chết lại đột nhiên xuất hiện, ta cũng sẽ giật mình thôi. Nhưng dù là ma cũng là con gái của bệ hạ. Đáng ra bệ hạ phải mừng hơn là sợ chứ. Vậy cô cứ thế mà chạy trốn à? Dù ta còn sống nhưng cũng không khác gì đã chết cả. Vậy đệ đệ của cô thì sao? Dù có gặp lại chưa chắc đệ ấy đã nhận ra ta là ai. Thời gian sống trong cung giống như một giấc mơ vậy. Phụ thân thật sự, những người bạn thật sự, tất cả đều ở trên trúc bang. Nhưng điều đó cũng chẳng để làm gì. Đi nào. Đi đâu? Đi theo ta. Ngươi định làm gì đấy? Cô nhìn mà không biết à? Ta đang đo đạc đấy. Để làm gì chứ? Chúng ta phải làm thêm một phòng nữa chứ. Nơi này quá nhỏ cho hai người ở. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng xảy ra được mà. Sao ngươi lại chuyển đến đây trong khi ngươi cũng có nhà? Ai nói sẽ cho ngươi ở đây? Cô đang nói linh tinh gì vậy hả? Đừng có lại đây. Đã bảo là đừng lại đây mà. Hình như cô hiểu lầm gì đó rồi. Gỗ sao? Đào giếng cần gỗ để làm gì? Đừng chọn loại gỗ cong nhé. Chọn loại cứng và thẳng ấy. Còn thầm thì lấy rơm dạ giúp cô ấy phủ lên mái nhà nhé. Dù không thể cho cô ấy tơ lụa thì mái rơm mái dạ cũng hơi quá đấy. Sao cơ? Cùng là phụ nữ nên ta hiểu mà. Ngươi làm vậy là vì Gachin chứ gì? Đúng vậy, mọi người đều bảo cô ấy ở lại đây mà. Phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình chứ. Đây là chuyện đại sự đấy. Ngươi đã được mẹ mình đồng ý chưa đấy? Tại sao ta phải được mẹ đồng ý mới được đưa cha của Gachin về đây? Gì cơ? Không phải huynh định cưới và chung sống với tỷ ấy sao? Cưới ư? Ai cơ? Ta ư? Và Gachin? Xem ra là phải rồi. Tên nhóc này, ta đang thấy oan ức vì bị đánh chảy máu mũi đây. Ta sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu đấy. Không phải sao?
Không phải à? Không phải định cưới cô ấy à? Nói linh tinh gì vậy? Cưới gì cơ chứ? Cô cứ giận là lại động tay động chân. Cô phải sửa cái thói ấy đi. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng? Là ai cứ nói mấy lời kỳ lạ hả? Cô đánh ta mà còn nổi đoá với ta nữa. Ta nữa? Người bị chảy máu mũi là ta đấy. Cô còn cười à? Xin lỗi, ta không cười nữa. Nhưng mà lại sao nữa? Về chuyện đón cha ta về đây. Cô không muốn à? Không phải vậy. Ta rất cảm ơn tấm lòng của ngươi, nhưng ta cũng rất ngại với dân làng. Cô không cần phải vậy đâu. Sau khi đào xong giếng, chúng ta sẽ đi đón ông ấy. Trong lúc đó chúng ta có thể sửa lại căn nhà này luôn. Đan này, ngươi vì ta làm bao nhiêu chuyện như vậy, ta có thể làm gì cho ngươi đây? Ngươi cứ nói đi, ta sẽ làm những gì ta có thể. Chuyện này khó lắm. Cô vẫn đồng ý chứ? Gì vậy? Cô hãy sống cuộc sống của một yong ga chin bình thường đi. Đúng như ước nguyện của cô. Cái này không tính. Đây là điều kiện ta hứa với ngươi mà. Dù là hứa hay thề cũng không có hiệu lực gì hết. Tuân thủ lời hứa mới là chuyện khó. Cô chắc sẽ không giết ai nữa không? Ta đã vứt tất cả vũ khí mà ta có rồi. Kể cả khi tính mạng cô đang gặp nguy hiểm ư, ta sẽ không làm chuyện gì khiến đôi tay mình vấy máu nữa đâu. Còn cái này thì sao? Ta đã nói xin lỗi rồi mà. Gia Chin, từ giờ cô có thể sống hạnh phúc rồi. Đừng bận tâm những thứ khác. Chỉ cần lo nghĩ cho bản thân cô thôi. Đại nhân đang đợi đấy. Mau kiểm tra đi. Vâng. Không phải ạ. Người có chắc không? Chắc ạ. Tin người này cũng cùng độ tuổi, nhưng chắc chắn đây là người khác. Đây không phải công chúa đúng không? Tiểu nhân chắc chắn là không phải đâu ạ. Đưa bà ta ra ngoài. Chắc chắn bà ấy đã nhìn nhầm. Đây chắc chắn là thích khách. À không, là công chúa ạ. Để bảo vệ thái tử, bà ta đã thề trung thành với ta. Không lý nào bà ta lại nói dối. Nếu vậy, ý phụ thân là con đang nói dối ư? Con trai ta đã khăng khăng khẳng định như vậy thì ta phải tin chứ. Phụ thân, con nên học cách tránh khỏi rắc rối đi. Nếu không sẽ gây ra cảnh máu chảy thành sông đấy.
giếng nước đã cạn khô rồi ạ. Dù ta không nhìn được, nhưng nghe thì có vẻ là vậy rồi. Trong nhà ta có nước, để ta chia bớt cho bà nhé. Không cần đâu, ta sẽ sai Dan đi gánh nước. Ta nghe nói Dan đi kiểm tra bẫy rồi. Cái thằng này đi đâu cũng không nói với ta. Đây là rau gì thế ạ? Chắc là ngon lắm đấy. Mắt ta mù nhưng tay ta vẫn thính và vẫn khỏe mạnh. Vì vậy không cần thương hại ta. Không, ta không có ý đó. Nếu không thì là gì? Cô đang cố trả ơn Dan đấy à? Không cần đâu. Nó đâu chỉ tốt với một mình cô. Thằng bé sinh ra với một trái tim ấm áp. Dù là người hay động vật, thằng bé không thể ngó lơ những ai không nơi nương tựa. Thằng bé lương thiện như vậy đấy. Nhưng sao có thể cơ chứ? Chuyện gì cơ? Ta nghe nói gia đình của Dan và dân làng đã chết rất thê thảm. Ta cứ nghĩ lòng huynh ấy sẽ tràn ngập thù hận. Sao huynh ấy không nảy sinh ý muốn báo thù chứ? Dan thật sự đã quên hết mọi việc xảy ra khi đó rồi à? Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thể quên điều ta muốn quên. Nó chỉ đang cố hết sức để nhẫn nhịn thôi. Chỉ cần nghĩ về ngày hôm đó, nó phải thấy đau đớn, phẫn nộ không thôi. Nó đã cố nhẫn nhịn và quên đi quá khứ để sống giống như một con người. Giống như một con người ư? Cô đến đây để giám sát ta đấy à? Ta rút lại lời hứa sẽ chia thịt thỏ cho cô. Ta không nói dối đâu. Nhìn đi, ta không bắt được gì cả. Ta thấy rồi, thất vọng thật đấy. Ta thấy cô vẫn nên ăn rau thì hơn. Ăn rau tốt cho sức khỏe lắm đấy. Ta cũng chỉ ăn củ cải khô và củ cải xanh khô thôi mà vẫn tràn trề sức sống này. Đúng là biết lấy cớ. Ta nói thật mà. Nếu ta cứ trông chờ vào ngươi thì chắc chẳng ăn được thịt nữa đâu. Sau này cứ giao việc đi săn cho ta đi. Sau đó còn phải bỏ hết đá ở ruộng đi nữa. Ta thấy các thẩm vất vả quá. Và chúng ta cũng nên cùng nhau phơi thảo dược. Như vậy mới xong nhanh được chứ. Sao? Có vấn đề gì à? Không phải vậy. Cô vốn nhiều lời như vậy à? Cô còn đánh người nữa chứ. Việc sửa nhà thì từ từ làm cũng được. Giếng nước thì cần gấp nên sẽ đào cái đó trước. Ta sẽ giúp ngươi. Cô thật sự thành người của quỷ cốc rồi đấy. Hay có con hồ ly nào đóng giả tỉnh Gachin âm mưu ăn gan của ta à? Con nhỏ Gachin đó trốn cũng kỹ thật đấy. Ta thực sự không thể đoán được cô ta ở đâu. Nên đi đâu tìm cô ta đây? Vì vậy ngươi phải thay Gachin hoàn thành nhiệm vụ rồi. Băng chủ, nếu tiếp tục trì hoãn, Ruben Pio sẽ giết chúng ta. Xin hãy giao việc đó cho ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta đâu có nói chuyện với ngươi.
Nhiệm vụ này rất quan trọng. Các ngươi phải nhanh lên. Vâng. Đi thôi. Sau khi vào thành Pyongyang, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng con không thể tiếp tục chăm sóc cho Thúc được nữa. Nhiệm vụ của các con nguy hiểm lắm sao? Cũng không phải vậy. Chúng con sẽ bình an vô sự mà. Thúc đừng lo, hãy đến sống cùng với Gachin đi ạ. Hai đứa con cũng giống như con của ta vậy. Dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt bản thân nhé. Ở núi Đê Sông có một ngôi làng tên Quỷ Cốc. Quỷ Cốc sao? Nơi này có cổng mà, ngài đâu cần trèo tường vào như vậy đâu. Sao ngài lại phải tránh tay mắt của mọi người? Vì câu trả lời của ngươi sẽ quyết định ngươi sống hay chết. Nghe nói Gochuga đang nghi ngờ thi thể là giả. Khó khăn lắm mới có thể khiến ngài ấy tin tưởng. Nhưng giờ có lẽ vì vậy mà ta lâm nguy rồi. Người biết thân phận của thích khách đó đúng không? Ngài đã đến tận núi Đê Sông mà chịu trở về tay không sao? Trừ khi thích khách là công chúa, thì câu hỏi được giải đáp rồi. Ta không thể tin ngươi được nữa. Người đã dâng lên bệ hạ thứ thuốc độc hại đó, nhưng lại giúp con gái của ngài ấy trốn thoát. Rốt cuộc ngươi về phe ai? Ta rất sợ đại nhân Gochuga. Trên danh nghĩa là có năm tộc, nhưng tộc Suno không thể làm trái ý của ngài ấy. Nếu phản kháng, rất nhiều người tộc ta sẽ phải chết. Vậy nên, người đang cố lấy lòng mọi tộc để tìm cách sống sót đi. Ngài nói đúng rồi đấy. Phụ thân ngài từng giết vô số người vô tội của tộc Suno. Khi đó hoàng hậu cũng phải chết oan ức. Im miệng. Phụ thân ta chỉ nhận lệnh của bệ hạ mà chấn áp mọi phản loạn thôi. Ngay cả bệ hạ cũng sợ đại nhân Gochuga. Giờ ngày ấy lại cố giết hại công chúa. Rồi tướng quân sẽ phải đưa ra lựa chọn thôi. Ngài sẽ tiếp bước phụ thân mình đi trên con đường trải đầy máu tanh, hay sẽ tự đi trên con đường của riêng mình đây? Còn vung kiếm lung tung trong không khí làm gì chứ? Đáng ra phải dùng kiếm để giết thích khách chứ. Dù con có cố ép bản thân mình thế nào đi nữa, con cũng không thể xuống tay giết công chúa được đâu. Mặc dù rất lâu trước đây phụ thân đã từng làm chuyện đó,
Ta sẽ dạy cho con một chiêu. Kiếm là loại vũ khí phải được nếm mùi máu. Nếu con thấy sợ thì chi bằng đừng cầm kiếm nữa. Điều quan trọng là mũi kiếm đó đang nhắm về ai. Phụ thân thật sự đã chỉ kiếm về phía hoàng hậu, trong khi đáng ra phải chỉ kiếm về phía kẻ địch ư? Mọi quyết định của ta đều vì lợi ích gia tộc. Dù là lúc đó hay bây giờ. Nhưng con lại bị mở mắt vì tình xưa nghĩa cũ mà lừa dối cha mình. Vâng, đứa con vô dụng đó chính là con. Ngày mai con hãy từ chức tướng quân đội phòng vệ kinh thành đi. Là kẻ nào? Phụ thân không sao chứ? Bắt lấy chúng. Có thích khách. Đi thôi, mau lên. Thì ra là mấy tên chó săn của Trân Trúc Bang. Gachi này, khi tìm được mạch nước ngầm thì cô về nhà trước đi. Dù có thể sửa nhà từ từ, nhưng cô vẫn nên đón cha lên đây trước. Nếu không tìm được mạch nước ngầm thì sao? Chắc cha ta phải chờ dài cổ mất thôi. Cô đừng có bi quan như vậy. Cô thật là... Cái gì đây? Này, ôi trời ơi. Cái này là nước đấy. Là nước đấy. Ta đã nói rồi mà. Ta đã nói sẽ tìm thấy nước ở đây mà. Cô nhìn đi. Ta biết rồi, đừng tự cao. Là nước đấy. Nước đấy.
Ta sẽ dẫn mọi người tới. Cô chờ ở đây nhé. Tìm ra được mạch nước rồi à?